Em tên là Từ Tiểu Phụng. Em sinh năm 1991, năm nay 28 tuổi. Từ Tiểu Phụng hả? Tên rất lạ. Tên có vẻ phim Hồng Kông quá đó mà. Dạ, em quê ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tá nha khoa. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Lê Thanh Phong. Em sinh năm 1990, hiện đang là nhân viên của nhà hàng Nhật Maruya ở quận Nhất. Từ nhỏ giờ em cũng sống ở đây thôi. Em là tên Phong. Dạ. Bên kia tên Phụng. Phong Phụng. Dạ. Cũng hay nha. Cùng chữ phờ. Dạ, từ nãy giờ em mới vô em giới thiệu luôn rồi. Em quên chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Không sao. Dạ, chào luôn bạn nữ bên ấy. Dạ, chào. Còn anh gì đâu, chừng nào xong xuôi tới tối về nhớ khuya chào cũng được. Dạ, không được đâu anh. Còn dạ, làm gì khác nữa không? Em hiện đang học tiếng Nhật. Lý okay. do tại sao em chọn học tiếng Nhật? Thì sắp tới là bên Nhật sẽ có cái visa mới dành cho tu nghiệp sinh. Em là tu nghiệp sinh đã về nước. Em sống ở Nhật được 3 năm và em mới về nước khoảng 1 năm nay thôi ạ. Bên Nhật về dư khoảng nhiêu? Dư tiền không? Cái số vốn đó em đã xây 24 phòng trọ. Trời hả? Ơi! Được, đi 3 năm mà xây 24 nhà trọ hả? Mai chỉ anh đi Nhật nha. Dạ. Quá dữ luôn. Quá. Rồi, bây giờ mình nói bản thân của mình chút đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng hả chị? Ừ. Điểm yếu của em thì rất là dễ hồi hộp, rất dễ đỏ mặt. Bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là có khiếu hài hước, đôi khi thích chọc người khác cười. Còn cái điểm yếu của em thì chắc cũng đôi khi cũng hay buồn thôi. Nhớ cái vụ 21 phòng trọ làm vui à. Có khách mướn ở hết chưa em? Dạ đủ hết rồi ạ. Trời, ngon, 21 phòng trọ ngon. Thì cái số phòng trọ đó em đang để cho mẹ quản lý để lo cho em của em đi du học. Ừ. Ồ, hay được quá đó. Có sự nghiệp, có tương lai là phải ổn rồi đó. Bây giờ nói về cái tình trường một chút xíu đi. Tình trường mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trước Tết á, là người nhà em có giới thiệu cho em làm quen với một anh. Nhưng mà chỉ nhắn tin làm quen vậy thôi. Có gặp mặt chưa? Dạ gặp mặt cũng đi chơi một hai lần vậy thôi. Chứ chưa có tình cảm nên à, trước đó là chưa có mối tình nào luôn? Hồi xưa dạ giờ chưa, dạ chưa. Chắc tại vì em khép kín á chị, tóm lại là không có mở lòng nhiều. Mẹ em thì thích người học tuổi. Em muốn tìm bạn trai tuổi như thế nào? Sinh năm 90. Em trai sinh năm bao nhiêu cơ? Dạ em cuối năm 90 chị. Cuối năm 90 là sao? Dạ năm 90 á chị. Vậy được rồi, năm 90 thì còn cuối năm 90 nữa thiệt. Ông này, mời bạn trai tình trường như thế nào? Dạ thì em đã trải qua ba mối tình. Hả? Ba mối hả? Ba mối anh. Mối dài nhất là dạ, cái mối dài nhất là khoảng 3 năm. Khi mà học tiếng đến khi mà đi nước ngoài xong về mới chia tay. Thôi giờ ba mối tình em nhận ra là em thiếu sót điều gì để chia tay ba mối tình không? Cũng có dạy cho em là nên biết quan tâm người khác xíu. Tại khi em quen gái em cũng vô tâm lắm. Có người yêu không được vô tâm, có vợ là càng không vô tâm nữa. Hiểu không? Thì em nhận ra điều đó nên em mới ngồi đây nè. Nhớ nha, bắt đầu từ bây giờ là phải vô tâm nha. Ý phải có tâm, chứ quên. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn gái là như thế nào nè? Dạ, mẫu người lý tưởng là phải cao hơn em. Cao hơn nhiều. Dạ, không hút thuốc. Có hút thuốc không em trai? Dạ, có ạ. Từ từ bỏ nha. Dạ, dạ, uống rượu thì xã giao, uống bia thôi chứ đừng nhậu nhẹt quá. Ảnh mà uống mà em kêu xỉn xỉn cái anh xỉn luôn. Dạ. Với lại phải biết cách quan tâm khác. Đúng rồi, hồi nãy anh cũng có rút kinh nghiệm rồi đó. Em không thích người nói nhiều hơn làm. Tức là đừng có hứa mà không thực hiện. Rồi, bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Chung mà dễ thương. Em sợ nhất là khi về nhà mà thấy cái đống chén á. Em vô em đập luôn, bể đống chén có gì đâu. Rồi, cao trên 1m50. Tóc dài dài chút xíu là được rồi. Có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Rồi, chào em. Đi làm về đúng giờ, đừng có đi về khuya quá. Mấy giờ là cũng khuya? Cỡ 11 giờ đó chị. Rồi, bây giờ chừng nào thì đám cưới được? Cố gắng tìm hiểu rồi từ từ sẽ tính đến cưới về nào. Ở đâu, hai chồng ở đâu? Ở nhà em ạ. À, hiện tại đang ở chung với bố mẹ em cũng được ạ. À, nhà đông anh chị em không? Ba anh em. Dạ, anh thì ra ở riêng rồi. Còn em với lại thằng em, mà thằng em thì nó đi du học Canada rồi chị. Hay quá ta. Gia đình tiến bộ ha. Chị thích rồi đó. Thôi được rồi, để qua tôi coi bạn gái bên đó coi sao. 21 phòng trọ ha. Trời ơi, anh nhắc lại anh. Đàn trai qua coi mắt đàn gái đây. Dạ. Hello, trời ơi. Chào anh. Thôi. Xinh gì mà xinh dữ vậy? Dạ, cảm ơn. Ý. Dạ. Ý.
Bây giờ em nghe em thấy cảm giác anh bên này như thế nào? Dạ em cảm thấy anh bên đây cũng vui tính. Vui tính lắm dạ. Nói chung cũng cố gắng. Anh này cao lắm, mà nãy nói là em nói 1m7 đúng không? Nó là bao luôn. Rồi tốt. Đàn trai chịu đàn gái rồi nha. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ em đi với mẹ em, với dì, với hai, hai em với. À rồi chào gia đình nhà gái ạ. Dạ chào MC Quyền Linh. Dạ cô. Dạ chào MC Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Phụng đây. Dạ. Dạ cũng muốn chọn cho con một tấm chồng. Bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, thành ra cũng muốn cho nó kiếm được một người. Thấy cháu trai bên đây thì cũng được. Phụng ở nhà thì nó cũng tánh cũng hiền lắm. Từ nhỏ tới lớn là chỉ đi học thôi. Bây giờ muốn nhờ chương trình kiếm giùm cho cháu, cho Phụng nó được một người bạn. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và mấy cô cùng dạ. với hai bạn. Chào cô ạ. Dạ lời đầu tiên là xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Với các khán giả trong phòng quay hôm nay. Chào cô ạ. Dạ. Đến đây với mục đích là để tìm đôi lứa cho con trai của tôi. Dạ. Phong này thì ở nhà cũng không ít khi nào làm cho mẹ buồn, lo làm ăn. Vợ chồng tôi thì cũng già rồi, thì cũng muốn kiếm một cô dâu, đứa con dâu về để hữu hỷ trong gia đình. Đó, cũng mong cho em đến đây để mà cũng có một cái duyên gì đó, để sau này rồi có cháu cho gia đình tôi được mừng. Dạ. Dạ. Dạ bé này thì nó đúng ra là dễ thương. Dạ. Nhưng mà cũng còn cái duyên. Nếu mà hôm nay mà bấm nút hết á thì cứ cho tìm hiểu nhau cho kỹ càng để sau này không có phiền trách đến dạ. cha mẹ. Dạ. Dạ. Rồi, rồi cảm ơn cô ạ. Rồi ha, gia đình hai bên rồi. Bây giờ cái chính là giống như bác gái nói là hai bạn phải tìm hiểu nhau cho kỹ. Dạ. Nha, rồi, mở rào. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò, cùng hai MC cười kha 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Dạ, xin chào anh ạ. Chào em, hôm nay anh có món quà tặng em. Cảm ơn. Trời, hai đứa cao, hai đứa đẻ con đẹp lắm. Dạ, em gửi anh cái bình nước mình đi làm mình có thể sử dụng. Cảm ơn em. Chào em. Dạ, chào anh. Thì anh nhìn thấy em muốn sốt luôn à. Dạ. Biết nói chuyện ghê. Dạ, em thích, thường thường là em thích làm những gì những ngày nghỉ? Em hay, với đứa em hay đi chơi với nhau đúng không? Em có thích đi du lịch không? Dạ, cũng thích thôi. À, em biết nấu ăn không? Dạ không. Em nghĩ sao nếu mốt em rửa chén anh nấu cơm? Chắc được. Anh thì anh biết nấu ăn, nhưng mà anh không biết rửa chén, anh là biến thử. Vậy là anh nấu ăn đúng không? Thì hôm nào rảnh thì anh muốn mời em đến nhà hàng của anh ăn một bữa. Ủa, nhà hàng của anh luôn hả? Dạ không, nhà hàng chỗ anh làm. Trời ơi. Chị bắt lỗi em ghê quá. Vô chuyện yêu đương đi, hẹn hò yêu đương nè, hôn nhân nè. Anh có thể tìm hiểu em được không? Một lát mình em sẽ trả lời. Dạ, anh thấy em cũng dễ thương á. Dạ, cảm ơn anh. Sao ta? Nói chung là anh nhìn thấy em là anh cũng ngại ngại. Dạ. Ngại gì? Có gì đâu ngại. Lâu lâu mới được gặp gái chị Cát Tường. Gì gặp gái? Gặp bạn gái gì? Gặp bạn gái. Dạ. Tương lai em có thể về nhà anh sống không? Nếu mà lấy chồng thì phải theo chồng thôi, đương nhiên rồi. Còn em không biết em có thể làm dâu tốt được hay không thì lúc đó thì mình do sẽ từ từ. Sao em thích trai hay gái hỏi coi. Em tính xin mấy đứa, ví dụ như vậy. Cái quá gia đình là hai, chỉ hai là đủ lắm. Một chồng hai con vợ chồng hạnh phúc. Một chồng hai con vợ chồng hạnh phúc. Anh ngắt lộn chỗ, đừng nói lộn nhau. Anh ngắt lộn chỗ, nguy hiểm anh nha. Anh ngắt lộn chỗ. Trời đất ơi. Thì bây giờ anh mong được có câu trả lời của em. Bây giờ muốn phải thuyết phục người ta, giờ hát tặng người ta một bài hát hay là tỏ tình người ta hay gì đó, làm gì đi chứ. Bây giờ anh hát tặng em một câu được không? Dạ. Gì ta? Làm gì mà ông quíu tay, quíu chân, ông dạ, móc em quíu, chán, móc quần mũi. Em ướt hết này chứ. Cái gì quần ướt hết? Dạ, không có, ý em nói mồ hôi. Gái tùm lum hết rồi đó. Thôi hát đi kìa. Dạ. Và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió diều nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu,
Dù phong ba cầm tay nhau vươn lên trên muôn ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau. Đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mãi một người. Hãy để cho anh được gần bên em và cùng danh mượn tình yêu ta sẽ không xa cái rời, là gió cùng với mây. Đã cố gắng hết sức rồi. Dạ. Bây giờ nói một câu một để thuyết phục em gái có thể bấm nút với mình. Bấm nút nhà em, bấm nút nhà em, bấm nút nhà em. Trời ơi. Nói từ trái tim chứ phải bấm nút đi em. Kể từ bây giờ, hôm nay sau chương trình, anh muốn được tìm hiểu em. Anh mong là có cơ hội hai đứa sẽ về chung một nhà. Đó. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Trời ơi, bản lĩnh quá chứ. Nãy giờ mình có thể nói vui, mình có thể đùa một chút xíu. Dạ. Nhưng đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình có rung động với người đối diện hay không. Rồi, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, cao dữ, nắm tay nhau đi hai bạn. Mọi người thấy cặp đôi này hợp không? Rồi. Rất hợp lý. Chào bác gái. Rồi xin chào phép gái. Hùng xin bác gái cho con được phép hẹn hò với em. Tên gì? Em tên gì? Tên gì? Quên rồi. Từ từ anh, từ từ anh. 3, 2, tên bấm. Tên bấm hả? Dạ anh em nghe, em nghe anh đếm. Trời đất ơi. Phụng. À Phụng, nó là hai chữ B, ăn phở. Trời ơi. Dễ nhớ. Rồi xin phép Hùng kìa. Dạ con có thể hôn bé Phụng một cái được không ạ? Anh có thể hôn em một cái được không? Dạ dạ. Em tên Nguyễn Thị Bích Thuận, năm nay em 26 tuổi. Em ở Tây Ninh và hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đang làm công việc gì? Hiện tại em kinh doanh quán trà sữa và kiểm pha chế ạ. Làm cho người ta hay là mình tự kinh doanh? Dạ em tự ạ. Được, chúc mày bán đắt nha. Dạ, rồi, cảm ơn. Bạn trai giới thiệu. Em xin chào anh MC Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên đó và chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Duy Khang. Dạ, năm nay em 27 tuổi ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nghề nghiệp của em là quản lý vùng dịch vụ sản hàng của công ty Piaggio Vespa Việt Nam. Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Khang là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui tính, hay quan tâm đến người khác, em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay có một chút khô khan, ít nói, không có năng khiếu về nghệ thuật. Và đặc biệt là em hơi ở dơ. Em hơi ở dơ. Là sao? Cụ thể là sao ở dơ? Em rất là ít khi dọn dẹp phòng. À. Ví dụ như là cái ra giường thì thường khi mà em thay lại mua cái mới luôn. Khi mà em thay lại mua cái mới luôn. Trời đất ơi, có là để chắc một năm hả? Nói chung nằm thúi xong rồi dục. Bao lâu thay cái ra giường một lần? Dạ chắc phải hơn một năm chứ. À. Ủa rồi em không ngứa hả? Em ngủ em không ngứa hả? Có một chút chị. Rồi có tắm không? Dạ em cũng lười tắm. Bao lâu mới tắm một lần? Dạ thì cái này nó còn phụ thuộc vào thời tiết đó chị. Ví dụ thời tắm thì cũng dơ lại thôi, bởi vì cái ra nó một năm nó mới giặt một lần mà. Thời tiết như hiện nay là bao lâu tắm một lần? Thời tiết như hôm nay là một ngày tắm một lần chị. Rồi quần áo bao lâu mới giặt? Dạ thì quần áo thì có mẹ em giặt cho. Trời ơi trời. Hậu ấm ha. Sở thích cũng lạ quá, bên đây bạn gái đứng hình luôn rồi. Có sở thích gì lạ lùng nữa không? Dạ em có sở thích uống trà sữa, ăn vặt. Vô liền, nãy giờ có một cái là vô thôi. Bắt mối liền em. Về xe mô tô và xe Vespa. Có tật xấu gì không? Hay lẩm bẩm một mình. Vừa đi vừa lẩm bẩm ha. Dạ. Có sở thích gì nữa không? Em thích đếm tiền. Có tiền để đếm không? Hiện tại thì chưa. Chưa là lấy tiền đâu đếm mà có sở thích đếm tiền. Dạ thì mình có ý mình đếm ít chị. À vậy là có tiền để đếm. Chắc hết rồi đó ha. Dạ. Em gái, sao em? Thấy ổn không em? Dạ cũng ổn. Ví dụ ở giờ đó em thấy sao? Dạ bình thường. Dạ bình thường. Hả? Em cũng thế. Em cũng thế hả? Cái gì? Em cũng ở giờ luôn hả? Cỡ ảnh không? Hay là ai thắng ai thua? Chắc em nghĩ là ngang 9-10 thôi. Trời đất. Ra giường em cũng một năm không giặt luôn hả?
Dạ không, cái đó là em thì hai lần năm. Vậy là em hơn anh ơi, em bây giờ em mới chín, anh mười thì em chín. Rồi còn gì nữa, bao lâu mới tắm lần? Thì cũng một ngày tắm lần, nếu mà có đi đâu thì em tắm tiếp. Còn kiểu ở nhà là khỏi tắm? Dạ ở nhà em khỏi tắm. Mà em không thích dọn dẹp lắm à. Thì như bạn nam nói thì cũng khá giống cái tính của em. Rồi bây giờ mới mốt hai chồng về lấy ở với nhau rồi. Rồi sao? Thì chịu khó dọn không chứ sao chị. Ai dọn? Xe nhờ dọn. Rồi bạn gái có những sở thích gì giống ảnh không? Mà nghe ảnh nói thì em cũng có thích cái tính là ảnh thích đi mô tô với xe Vespa. Thì em thì cũng lại thích tốc độ. Ghê vậy? Người em ta đưa mình đi tốc độ hay là mình tự lái tốc độ? Hai cái. Em có đặc biệt, có cá tính gì đặc biệt nữa không? Có cái gì dạ, hiện... lạ lạ nữa không? Thì em cũng có hơi nóng tính. Có điểm tốt nào không? Với điểm mạnh của em là em thì nhanh nhẹn lắm, vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát vậy thôi. Em cũng bất đồng và tự tin lắm. À, bạn trai, tình trường sao cưng? Dạ, em đã từng trải qua hai mối tình ạ. Cái mối tình gần đây nhất là từ thời đại học ạ. Em quen bà đó là qua khi mà đi học anh văn. Và hai đứa quen nhau là được 4 năm. 4 năm? 4 năm dạ. Là sao chia tay vậy cưng? Dạ, tại vì em có nhiều cái sở thích không giống với cô ấy. À, cái vụ tốc độ rồi đó hả? Mô tô rồi đó hả? Dạ thì cái sở thích, cái nhược điểm của em là em không thích, em không có ưu điểm về nghệ thuật. Thì bạn đấy rất là thích chơi guitar nhưng mà em là con trai gọi là học hành cơ khí cho nên là tay chân mình nó cứng lắm, mình không học được những cái môn nghệ thuật. Có dạy chia tay hả? Thật ra là khi mà em theo đuổi người ta thì bà đó đang giấu em quen một người khác. Chia buồn với em ha, cũng quen lâu ghê, 4 năm mới phát hiện bị cắm sừng. Tình trường đi cưng. Tình trường thì ít lắm, chủ yếu là lúc trước là ở tuổi học sinh thôi. Còn gần đây nhất là cũng có một anh đó, thì em cũng biết được là anh thích mình cũng 2 năm hơn rồi mà không nói. Thử nhưng mà cũng vì một cái sở thích chung thôi. Sở thích chung là sở thích gì? Là tốc độ rồi. À. Cũng định quen nhau thôi, nhưng mà cũng không bắt nhịp được. Nên thôi, nên em chia tay bạn. Rồi, vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cá tính thì hơi mạnh, thì em cũng cần một người bạn trai thì mạnh mẽ. Để nhiều khi mạnh, gái mạnh tới đâu thì nhiều khi nó cũng có những chuyện mà mình yếu đuối. Cho em dựa vô, khóc đã rồi thôi. Nên em thích mẫu người con trai cao, cao trên 1m7. Con trai cao nhiêu cưng? Dạ em 1m83. Được không? Dạ được. Được, bạn trai thích mẫu người lý tưởng sao? Giờ chia sẻ luôn đi em. Dạ em thích mẫu người con gái cao trên 1m62 ạ. Mắt 2 mí, tóc dài, có sở thích giống em ạ. Sở thích gì? Tốc độ hả? Dạ. Trời ơi, cao dữ ha. Chạy nhanh lắm hả? Bao nhiêu cây số giờ từng chạy nhanh nhất? Dạ thật ra thì em thích mô tô thôi, chứ chạy thì nhanh nhất cũng chỉ có hơn 100 thôi ạ. Dạ, và đặc biệt là em nghe nói là bạn gái đang bán trà sữa thì cái đó cũng là một cái sở thích rất là thích nhất của em. Thích uống trà sữa lắm hả? Dạ. Ngày nào cũng uống hay sao? Hồi xưa lúc đi học là ngày nào cũng uống. Em có men không? Dạ có. Mạnh mẽ không? Một chút. Trời ơi, hôm nay người ta cần người mạnh mẽ. Sao tôi thấy nãy giờ cứ quẹo quẹo vậy? Nó kêu nhìn thẳng mặt tôi mạnh mẽ lên coi. Mình đã sẵn sàng gì cho đám cưới chưa? Dạ rồi ạ. Tại sao lại tôi hỏi có men không mà lại nó có chút chút? Có đôi chút thì em thích là nhẹ nhàng một chút, cho cuộc sống mình nó sẽ dễ dàng hơn. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Em nghĩ là sẽ cao. Tại vì thường những con gái đi mô tô, con gái mà thích ngồi lên mô tô thì thường phải cao mới ngồi được. Đôi lúc trong cuộc sống cũng có những điều ngược lại. Chắc chắn là sẽ thích ăn ngọt và ăn vặt như em. Tại vì em nghĩ là nếu mà cái người thích uống trà sữa và người thích ăn vặt á thì phải có cái đam mê để làm để đi bán trà sữa được. Rồi, ok, chị thấy tạm ổn đó. Bây giờ sẽ qua thăm thằng gái. Cao 1m83 hả? Bên kia rồi 1m38 được không? Nói chơi vui thôi chứ không nên nổi 38 rồi nha. Ô, chào em gái. Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe. Bây giờ em nghe bên đây nói giọng dễ thương không? Dạ dễ thương. Nhưng mà cao quá rồi sao em? Em thích. Anh cao dữ lắm luôn á, đi nhìn lên mệt lắm à. Được á. Các cô gái hay để nhuộm tóc em có thích không? Đừng có quá lố rồi, xanh lá cây rồi, đừng có màu hồng rồi. Màu hồng cũng được, xanh lá cây đẹp có gì đâu. Bên đây nhuộm tím rỉm mà. Được không? Dạ màu tím được ạ. Được rồi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường cùng quý vị khán giả ở trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của Bích Thuận. Tôi ở Gò Dầu Tây Ninh. Năm nay tôi 56 tuổi. Hôm nay đến để quan sát rễ tương lai. Thấy cậu ấy cũng được. Nhưng mà tôi quên cái cậu ấy sống ở đâu vậy? Dạ con sống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tên của cậu là gì tôi quên mất rồi. Dạ con tên là Nguyễn Duy Khang. Rồi cậu làm gì ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ
Con làm kỹ sư. Kỹ sư gì con? Dạ con làm bên xe. À, vậy được. Sửa xe Vespa đó cô, Vespa là mắc tiền lắm. Chiếc con 5-7 ngàn, trăm mấy 200 triệu luôn á. Thì cô cũng không có nói gì, con bé nhà cô á, nó hay cũng bướng bỉnh, như chỉ có một mình con nó thôi, thành ra cô cưng chiều. Nếu mà sau này hai đứa mà có tiến tới hôn nhân ấy, thì cháu hãy lưu tâm dùm con bé cho cô. Dạ. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn cô. Thế hôm nay em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Tôi xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường với toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là nói giọng Bắc, nhưng mà ở khu vực người Bắc. Chứ tôi là cũng 60 tuổi nhưng mà sinh trưởng trong miền Nam. Về cháu nữ bên này thì là tiêu chí của gia đình tôi là rất là dễ. Miễn sao hai cháu mà cảm thấy là thích hợp thì đó là được, chứ không có vấn đề gì. Còn con dâu trưởng của tôi bây giờ tôi muốn nó đi mà nó cũng không đi. Nó nói má đừng có cho con đi, con thích ở với ba má. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó, bây giờ là chuyện của em đó Khang. Anh mẹ lên nha, mẹ lên à. À, anh chào em. Dạ chào anh. Dạ. Anh Quyền Linh gọi kìa. À, bó hoa cũng rất là đơn giản nhưng mà ở trong đây có mang hai ý nghĩa. Thì thứ nhất là ý nghĩa nhất là bông hồng là đại diện cho tình yêu, và cái gói mà hoa màu tím á là đại diện cho sự trung thủy của anh. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi ngồi xuống tâm sự tiếp. Em có câu hỏi gì cho anh không? Thì anh thấy em như thế nào? So với tiêu chuẩn của anh thì em hết sức tuyệt vời. Em không cao đâu nha, em không có được 1m6 đâu à. À, không sao em, anh sẽ cố gắng tìm những phương pháp để giúp em cao hơn. Không gấp gì trời. Nhưng em đính chính lại thì em không cao nhưng em vẫn chống chân tới mô tô đó nha. Anh chỉ cần em chống chân tới chiếc xe của anh là được rồi. Dạ. Em có hay đi du lịch không? Em thì cũng ít lắm. Em thì chủ yếu là ở Sài Gòn thôi, thỉnh thoảng thôi. À, chắc là em phải lo công việc kinh doanh đúng không? Với lại em cũng không đam mê du lịch lắm. Wow. Em thì lại thích đi biển thôi. Cái sở thích đi biển của em cũng rất là giống anh. Hát tặng cô ấy một bài đi em. Lấy hết can đảm của anh sẽ tặng em một bài. Một khi em muốn có ai bên cạnh, để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn. Trái tim anh này, cánh tay anh này, ừ, có anh đây. Em cảm thấy anh như thế nào? Tại vì lên đây thì nó dung thôi. Em thấy cũng men mà, đâu có tí. Bình thường thôi chứ có gì đâu mà lại nói có tí. Nói chung là thì anh thì đúng như em, mẫu người bạn trai em thích. Cao hơn em. Nói chung là thấy nói chuyện với anh là em phải nhìn lên hôm nay thấy không? Nhưng mà là thích như vậy đi. Còn em cảm nhận gì cái nắm tay với bạn gái? Tay cô ấy không mềm. Nhưng mà em thích như vậy. Tại vì em nghĩ là cô ấy sẽ rất là chăm lo làm việc nhà, giống như là mẹ của em. Cài hàng quá. Thôi. Rồi, về vị trí đi các bạn. Nút đi chứ còn gì nữa đâu mà. Bên phải, bên trái, bên đây xíu. Trời ơi, ông thợ, ông kỹ sư, ông sửa gì mà có cái nút không kiếm ông ra. Kệ người ta đi, cô lo quá, cô lỡ sợ người ta không tìm ra được cái nút bấm hay sao vậy? Dạ không, em chỉ thôi. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. À, chúc mừng hai em. Chúc mừng luôn. Mời hai em. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Rồi, xin phép mẹ được hôn em gái đi. Con xin phép cô. Là với Bảo thì là một cái người rất là chững chạc luôn. Nãy giờ Linh chưa biết rành về Bảo nhưng mà nghe cách kể chuyện tức là Bảo yêu là yêu hết mình luôn. Yêu là hết, yêu bằng cả trái tim của mình luôn đó. Ha. Và một cái con người rất là nhiều cái kỹ năng sống luôn. Cái kỹ năng mềm cũng có, kỹ năng cứng cũng có. Thành ra là đây một chàng trai có thể rất là nhiều bản lĩnh luôn á. Thôi, còn cái gì thì không biết.
hai người gặp nhau rồi mình sẽ biết nha. Nói chung là để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Bảo. Dạ. Anh chào em. Dạ, à, gặp nhau lần đầu thì anh có món quà anh tặng em. Dạ em có tặng anh, em cũng có món quà tặng anh. À dạ. Dạ. Em tặng anh quyển sách mà dạ, em. Anh cảm ơn. Tựa gì vậy, đọc cái tựa coi. Dạ, khéo ăn khéo nói có được thiên hạ, quyển sách mà không ai không biết ạ. Dạ. Em ở Cần Thơ là em ở đâu nhỉ? Dạ, em ở quận Ninh Kiều. Thì gặp nhau lần đầu thì em thấy sơ qua về anh như thế nào? Thì cũng như mẹ em nói thì em thấy anh lanh. Thì như anh đã có chia sẻ, anh nói nhiều. Và nói chung là thứ gì trên đời này anh cũng nói được hết. Tại vì anh quan niệm rằng á, là khi mình nói ra là mình mới hiểu được nhau. Còn cái gì mình cứ giữ trong lòng á, thì mình lại không hiểu được nhau đâu. Không ai là sinh ra để dành cho nhau hoàn toàn cả. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương. Theo anh quan điểm đó là vậy. Nếu như mà mình có duyên hẹn hò được với nhau thì cái gì anh không dám hứa, nhưng anh dám hứa chắc với em là anh sẽ thương em cho tới khi anh còn có thể. Dạ. Quá dữ. Còn Bảo cảm nhận cô gái bên kia thế nào? Cái đầu tiên thì em thấy bạn rất là xinh và hiền, kiểu như là ít nói á anh Linh. Dạ thì đây là ban đầu thôi, còn ban sau thì em chưa biết. Như chị Ngọc Lan hồi xưa gặp anh Bình cũng đâu nói gì đâu. Thôi dừng được rồi. Tới đó là chúng ta tắt live stream. Thưa quý vị, chương trình live stream đến đây đã kết thúc sau câu nói của bạn ấy. Đùa thôi quý vị ơi, không biết là cặp đôi này có bấm nút với nhau hay không thì xin mời quý vị chúng ta hãy xem số phát sóng sẽ được phát vào 17:50 thứ bảy hoặc là 22:30 thứ hai hàng tuần nha. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được kết thúc buổi live stream tại đây ạ. Chào khán giả đang xem live stream trên fanpage Bảo Nguyễn Hò nha. Rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay đi hai bạn. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi người thế nào, nói với nhau nghe đi. Anh trước ha, tại anh sẽ nói trước ha. Thì theo anh á, thì như quan điểm về tình yêu thì anh đã nói với em rồi. Không ai sinh ra là hợp nhau hoàn toàn cả, do mình thôi. Mình phải thay đổi bản thân mình vì đối phương, đừng nên giữ cái tôi ở trong tình yêu. Đương nhiên khi mà yêu nhau, mà khi mà hẹn hò á, thì cái tình yêu nó giống như là cái nồi lẩu Thái vậy đó em. Nó sẽ có chua, cay, mặn, ngọt thì cái nồi lẩu nó mới ngon được. Còn nếu nó ngọt không thì nó là nồi chè. Đó, thì những lúc mà giận nhau á, thì anh mong là em hãy nghĩ đến cái chuyện trân trọng nhau em nha. Phải trân trọng thì mới bền lâu được. Còn đối với em thì em cho rằng tình yêu nó như thế nào? Em nghĩ là trong tình yêu thì phải biết quan tâm và chia sẻ nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì nó còn nhiều thứ lắm. Tại vì quan tâm và chia sẻ thì bạn bè cũng là quan tâm chia sẻ được mà, đúng không? Anh có một tính, không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà anh rất là cưng chiều á. Không biết là em có ngại cái vấn đề đó không? Dạ không. Nhiều khi đi ngoài đường anh cũng coi như là con nít vậy đó. Dạ. Hẹn hò sao nè? Nếu như mà em, nhà em có mấy anh chị em? Dạ nhà em có một mình em. Một mình em, vậy là chắc cô sẽ bắt rễ hả cô hả? Mẹ em thì có yêu cầu gì về con rể không? Cái đó anh hỏi mẹ em á. Không, tại vì á, thật sự là anh thấy em khá hiền, kiểu như là ở nhà em luôn được mẹ bỏ bọc á, kiểu vậy. Còn ở bên ngoài thì như thế nào chưa biết, có thể đây là lần đầu gặp thì em hiền. Yeah. Thì có thể như vậy thôi. Thật ra anh thấy là Bảo, dạ, em muốn chinh phục được trái tim bên kia thì em phải chinh phục được con người ngồi ở dưới kìa. Dạ. Mẹ rất là lo, bởi vì nãy mẹ nói là bạn Vũ hơi lanh quá ha, sợ có đôi khi ăn, đôi khi mẹ nghĩ là sẽ ăn hiếp cô gái của mẹ ha này kia. Nhưng mà thật ra là em phải chinh phục được người ngồi dưới thì mới chinh phục được người ngồi trên. Dạ. Cô gái ngồi đối diện em còn rất là nhỏ nên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm hơn em.
Yeah. Chính vì thế trong cuộc tình này thì anh nghĩ rằng em phải hoàn toàn chủ động và có thể chia sẻ bất kỳ điều gì như nãy em nói vậy trong cuộc sống cho cô gái kia. Vậy thôi, yeah. Anh nghĩ như thế. Bây giờ em làm sao để chinh phục được á, là bạn gái tin em sẽ yêu bạn gái suốt cả cuộc đời giống như vừa mới vào em hứa ngay từ đầu đó. Cho bạn gái yên tâm thôi. Em hẹn hò làm sao, rồi tương lai sắp tới, thí dụ như em đến với cô gái này em sẽ làm gì? Ở Cần Thơ, ở Thành phố Hồ Chí Minh hay thế nào đó, em thử vẽ ra một cái, dạ, một cái tương lai để cô ấy có thể tin vào em. Thì đối với anh á thì anh cũng có một cái dự định riêng cho mình, tại vì năm nay anh cũng sắp 30 rồi. Đó, thì sau này anh sẽ cố định ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn, tại vì cái công việc của anh thì như nãy anh đã nói rồi, phải là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì anh mới làm việc được. Anh sang năm sau thì anh sẽ dự định là mua nhà và mở studio tại đây, cho thuê các thiết bị quay phim. Và song song đó thì anh cũng có làm một cái team phim làm truyền thông ở trên mạng của anh, của riêng anh nữa, chứ không làm cho đoàn. Thì nếu như mà bên cô với lại em không có gấp á, thì cho phép anh 3 năm nữa anh sẽ xin cưới. Anh muốn ở độ tuổi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Em không có nhu em không có yêu cầu gì về anh hả? À, em có nghe nói là anh có hút thuốc á, thì anh có thể bỏ thuốc được. Được. Thật ra hồi xưa anh có bỏ thuốc, nhưng mà sau đó người đó bỏ anh cho nên anh lại hút thuốc. Thật ra thì anh đi quay anh cũng không có hút thuốc, tại vì có nhiều diễn viên người ta lại không thích mình hút thuốc. Mình hút thuốc cái người của mình nó hôi á. Và chắc chắn một điều là anh ở cạnh em cũng sẽ không hút thuốc. Bây giờ nè, công việc của Bảo á, thì thật sự ra là chị cũng làm cùng nghề, cho nên là chị cũng biết rất là rõ về thời gian. Dạ. Rất là khó để em có thể chủ động về mặt thời gian. Dạ. Thì hồi nãy giờ chị thấy là ông Mai ông hỏi rất là nhiều lần mà em chưa có đi vào trong vấn đề là hai bạn hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào với cái thời gian đó của em. Dạ thì em cái bộ não và trái tim của em nó riêng biệt. Tình yêu là nó dành cho trái tim. Thì lúc nào khi đi quay về, thời gian đó sẽ dành cho bạn gái và không có rep tin nhắn công việc, không có làm gì liên quan đến công việc cả. Còn một tháng thì em có thể em đi gặp 1, 2, 3 hoặc 4 lần. Có khi rất nhiều lần cũng được, vì đối với em khoảng cách địa lý nó không có thành vấn đề vậy là. Đó, thì thật ra về Sài Gòn Cần Thơ cũng không phải xa lắm đâu. Dạ. Đường cao tốc cũng đã xong rồi. Tới cuối năm nay thì cao tốc Cần Thơ cũng đã xong. Thật ra từ đây chạy chưa tới 2 tiếng đồng hồ, rất là nhanh. Với lại anh nói với Bảo nghe nè, thị trường điện ảnh của thành phố Cần Thơ cũng đang trên đà phát triển, và biết đâu chúng ta sẽ hướng về Cần Thơ thì sao. Còn bây giờ nếu như bây giờ em phải hỏi bạn gái xem, nhiều khi bạn thấy chỉ có một mẹ một con thôi thì làm sao lên Thành phố Hồ Chí Minh ở đây được, đúng không? Dạ. Đó, cái này thì em phải gọi là nương theo gió mà đi nha em. Cái dự tính tương lai của em là chị thấy nó đang hơi trật với lại cái đó, hoàn cảnh của bên này á. Dạ. Nên là hai bạn cần phải trao đổi cái này nhiều để chúng đúng ta không bị mất thời gian của nhau á. Đây là một cô gái đó còn ngây thơ lắm. Rất là ngây thơ, nhưng nên mà là yêu là cũng yêu hết mình đó nha. Ừ, cho nên là đây cô gái ngồi dưới kia chắc chắn là sẽ không thả con mình ra đâu. Dạ. Đó. Hay mời luôn hai mẹ con đóng phim luôn. Làm sản xuất phim luôn ở thành phố Cần Thơ, biết đâu em lập, anh nói cái này thật nha, biết đâu anh lập một hãng phim tại đúng thành rồi. Phố Cần Thơ cũng là thành phố trung ương vậy. Dạ. Mà ở đó điện ảnh cũng đang phát triển luôn, bởi vì thật ra mà nói thì anh là cái người làm điện ảnh, anh là người quản lý điện ảnh. Dạ. Nói không phải khoe, anh hiện nay là phó chủ tịch hội điện ảnh Việt Nam. Dạ, em biết. Anh đang hướng về miền Tây. Dạ. Đang hướng về một cái cửa ngõ của thành phố nơi đồng bằng sông Cửu Long đó. Dạ. Thành ra cố gắng biết đâu được em sẽ thành lập cái hãng phim ở dưới để phát triển thị trường điện ảnh đó, biết đâu em là một trong những người có thể vực dậy với điện ảnh nước nhà. Dạ. Ha? Cái này là tầm nhìn là tới 2025 đó em. Ha? Dạ. Rồi vấn đề là quan trọng, em làm sao để bạn gái tin tưởng là mình có đúng thể rồi. Ở Cần Thơ hay hướng về Cần Thơ gì đó, thí dụ như vậy. Thay đổi chiến lược liền em. Chiến lược, chúng ta phải nương theo gió thôi. Đúng, phải thay đổi chiến lược liền. Dạ. Anh cũng chia sẻ thật với em, với cô luôn. Anh là con người nói nhiều thật, nhưng chưa bao giờ nói xạo. Anh nói cái gì ra, nó luôn luôn là ở trong của anh nói ra.
Thật ra cái này em có muốn anh về Cần Thơ sống với em ở đó không? Về tương lai xa. Ý định của em thì cũng muốn ở Cần Thơ. Tức là giờ em muốn sao? Em muốn là tương lai em lấy chồng là em muốn phát triển sự nghiệp ở Cần Thơ, ở tại quê nhà, ở gần mẹ, hay là em muốn đi theo chồng? Dạ, em muốn ở gần ba mẹ. Đó, rất rõ ràng. Thật ra thì chỉ có con một mà. Dạ, đúng không? Rồi. Với lại thế này nè, mẹ của em gái cũng nên suy nghĩ đi, bởi vì ba mẹ cũng còn rất là trẻ luôn. Có thể chúng ta đi lên đi xuống thành phố Hồ Chí Minh, có thể xa con gái, nhưng nếu sự nghiệp con gái thành đạt đó thì cũng là một cái mà điều mà chúng ta mong ước. Trên thị trường điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh hoặc là thị trường làm đẹp thành phố Hồ Chí Minh cũng thị trường rất là lớn. Nếu như có khả năng phát triển thì chúng ta vẫn có thể thử thành phố Hồ Chí Minh thế nào, đúng không? Chứ không phải, thật ra bây giờ thành phố Cần Thơ á là một thành phố đó đang phát triển, nhưng nếu chúng ta tạo thương hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh xong, chúng ta quay ngược về thành phố Cần Thơ, giống như lên đây, bạn này sẽ biết cách để tạo nên một cái thương hiệu cho bạn gái của mình. Ví dụ như một cái cửa hàng nào đó, một cái thương hiệu nào đó mà cả nước đều biết, sau đó mình quay ngược về Cần Thơ lấy thương hiệu đó phát triển thì số 1 luôn. Bởi vì hai đứa còn quá trẻ, rất trẻ để có thể làm tất cả những điều đó. Cái này là chú Linh phân tích thôi, rồi con cảm nhận thế nào thôi ha. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ vấn đề là có yêu, có khoái chảy nước miếng cô gái này không? Trời ơi. Thì bây giờ là tới cái giai đoạn là em cần phải thuyết phục cô gái này bằng những cái hành động của mình. Bây giờ Bảo bước tới nắm tay cô gái, thuyết trình một cái gì đó. Thuyết trình. Giống như nãy giờ mình nói vậy đó. Không chỉ cô gái nghe mà mẹ cô gái nghe rồi. Đúng một chút rồi. Xíu mình sẽ biết kết quả. Mời Bảo. Dạ, con xin phép cô. Anh xin phép nha. Thì đây là lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh chắc chắn một điều là cả anh và cả em đều không thể nào hiểu rõ nhau 100%. Chuyện gì đó anh không dám hứa. Những cái chuyện mà mình có về Cần Thơ hay mình ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là vấn đề tương lai xa. Anh chắc chắn một điều, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có ở đâu. Và anh sẽ thương em cho đến khi anh còn thương bản thân anh được nữa. Nếu như em cảm thấy về tất cả mọi thứ bên ngoài và cả bên trong hiện giờ em đang cảm nhận, em thấy anh hợp với em, thì hãy cho cả anh và cả em một thời gian để chúng ta tìm hiểu em nha. Rồi, em có thể nói một vài câu với cô đang ngồi dưới. Con xin hứa chắc với cô là con sẽ thương em cho đến khi nào mà con còn thương bản thân con được nữa. Cái chuyện mà con có về Cần Thơ được hay không thì chuyện đó thật ra nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Con có thể con mở miệng đó, con nói là dạ con sẽ đi theo bạn gái về Cần Thơ được, con hứa được đó. Nhưng mà thật ra nó còn nhiều vấn đề khác con chưa tính được đó cô. Cho nên là vấn đề này mình con tính sau nha cô nha. Dạ. Rồi cô cứ nói đi cô. Công việc của con vậy đó thì cô thấy là đi suốt có thời gian rảnh nhiều không á? Dạ, con thì con cũng có thời gian rảnh cho mình. Nhưng mà con như nãy con nói đó, là công việc là công việc, còn tình cảm là tình cảm. Cái thời gian nào mà con rảnh á là con chỉ dành cái thời gian đó cho người thân, bạn bè, gia đình của con thôi. Chứ con không có quan tâm tới công việc, con không rep tin nhắn. Bảo giải thích cho cô hiểu rõ đoàn làm phim thế nào. Tức là chỉ bận khi có những dự án làm phim. Dạ đúng. Tức là một năm có thể có 2 dự án làm phim. Cao lắm là 3 dự án làm phim thì là chúng ta bận trong dự án thôi. Dạ. Còn ngoài ra chúng ta có thể về Cần Thơ ở cả tháng để làm việc trên máy tính thôi cũng được. Thí dụ như thế, giải thích cho cô hiểu rõ. Dạ. Chứ để cô cứ nghĩ rằng là làm đi suốt không có thời gian nào nghỉ hết trơn là không được. Dạ. Thí dụ vậy. Dạ. Có nghĩa là con không phải là làm trong cố định trong một cái công ty phim, mà con là cộng tác viên ở trong đoàn. Khi nào cái đoàn đó bút con làm chủ nhiệm thì con đi tham gia cái dự án đó, nó tầm khoảng chừng 15-20 ngày hoặc cao lắm là một tháng, hơn một tháng. Thì sau cái dự án đó thì con cũng không có bận nhiều. Như nãy con nói là công việc chính của con thì con đi làm giờ hành chính, tới giờ chiều rồi con về thôi.
Dạ chứ con cũng không có bận nhiều đâu. Nó làm xuất nhập khẩu phim này kia, mua phim bán phim đi nước ngoài này. Dạ không, em làm công ty xuất nhập khẩu đồ gỗ anh. À đồ gỗ hả? Dạ. Ngồi buổi buổi nha. Dạ. À, rồi. À vậy làm đồ gỗ luôn hả? Bây giờ chưa rõ đó. Dạ. Nghĩa là em làm xuất nhập khẩu đồ gỗ. Dạ.